Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Rồi, ok, mình biết là mình bây giờ bữa nay các bạn nhìn cái hình nó sẽ hơi khác. Tại vì bữa nay mình mới chỉnh lại cái này, nó lên đồ họa Direct 9. Bữa giờ là mình để đồ họa Direct 7 nha các bạn. Rồi thì hôm bữa mình chơi, thật ra mình không có ý định là cắt cái gì đâu. Mà thật ra là thế này nè các bạn, mình lúc hôm qua với hôm kia mình quay á, cái game này á, thì mình bấm nút, mình mở là mình chơi, mình tính quay, mà kết quả là hồi mình phát hiện ra mình nói cho đã là mình quên bấm nút quay. Buồn dễ sợ luôn á. Thành ra là hôm hôm kia thì bị như vậy, còn hôm qua thì buồn quá, ngồi chơi không không thèm quay cái game này nữa. Thành ra là sau một cái khoảng thời gian mà mình cày, thôi nó tính ra là đầu khoảng 3 tiếng rưỡi á, 3 tiếng rưỡi 4 tiếng gì đó mình không nhớ, coi như mỗi ngày mình chơi cái này 2 tiếng đi, thì mình đã có được một cái danh tiếng kha khá. Tại vì hôm qua mình đi đánh nhau khá là nhiều, mà chủ yếu mình đánh nhau với lại mấy ông Nga, đánh nhiều lắm, cho nên là bây giờ quân đội của mình là hao hụt khá nhiều. Mà giờ vậy mình có thể cải cách quân đội được một tí. Mình đội nổi tiếng của mình là lên 277 và cái danh dự của mình là 15. Nói chung là một bên cạnh đó mình đi làm giúp nhân dân, nói chung qua trong giai đoạn nó đi cày thì cũng không có gì là đi coi. Nói chung là chủ yếu là đánh nhau nhiều cho nên giờ lụm được đồ khá là nhiều, nói chung là anh em đồ cũng lên cấp khá là kinh. Và quân đội của mình bây giờ 100% là kỵ binh luôn nha các bạn, hầu như không có các đơn vị khác và đều là những đơn vị hết sức tinh nhuệ. Cái thằng kỵ binh thì điển á, thì nó chỉ lên cái nón thôi. Mà nếu các bạn để ý thì trong cái phần này á, thì quân đội nó không có như cái bản Warband. Quân đội khi bản Warband nó là từ một cái người nông dân mà chúng ta tuyển được ban đầu á, là về sau là sẽ lên thành hiệp sĩ đúng không? Nó có thể là nó có cái sự biến đổi về chất, còn ở đây thì nó chỉ đơn giản là biến đổi về lượng thôi. Ví dụ như là cái đơn vị ra, cái ví dụ mình có đơn vị này nè, không các bạn thấy không, ông này thì nếu mà lên cấp thì ông cũng chỉ đơn giản là lên veteran, tức là lên một cái chiến binh từng trải thôi, còn này dạng như tân binh. Thì đấy, nói chung là nó hầu như cũng không khác nhau mấy, nhìn ra thì hầu như khác miếng về trang bị và chỉ số là tăng lên tí thôi. Nói chung là cái giữa một đơn vị á, là nó không có sự biến đổi quá lớn trong quá trình nâng cấp, nhưng mà nhìn chung vẫn phải nâng cấp thì đơn vị đó nó mới chiến đấu hiệu quả được. Và tất nhiên nâng cấp rồi thì tiền lương nó cũng lên nha, có điều bản này hiện tiền lương nó không có tốn nhiều. Rồi và nhờ vậy cho nên mình đã nhận được khá nhiều lời mời, và như mình đã nói là lần này là mình không muốn phục vụ Thụy Điển nữa, mà mình muốn phục vụ ông, phục vụ phe Cossack, tức là tiền thân của Ukraine đó. Thì nói chung là trước đó thì mình đã nhận được lời mời của cái khả hãng của bán đảo Crimea, và sau đó là nhận lời mời của Thụy Điển. Thì mình đã từ chối để mà mình đợi một hồi, thì mình đi làm nhiệm vụ hồi thì ông nói chung là cái ông này mình không, ông không phải là vua nha các bạn. Lúc này là Cossack nó là một phần lãnh thổ của đế quốc Nga, nhưng mà nó tồn tại giống như một nước chư hầu vậy đó, giống như một cái phiên quốc. Nhưng mà ở đây là ông này, ông mình không nhớ, không biết cái chữ Hetman này là dịch như thế nào, thì thôi chúng ta cứ tạm hiểu ông này là cái ông tư lệnh đi ha, tư lệnh của Cossack. Thì ổng gửi lời mời cho mình, thì bây giờ mình đã tìm được ổng rồi, chạy đi kiếm ổng mệt đó, mà phải phải đi hỏi chứ, cái thời chứ cái địa điểm ông chỉ ban đầu là không có đúng. Mình phải mất 3 ngày mới tìm ra ông đó, 3 ngày trong game á nha, tức là nó chạy khoảng đâu khoảng 5-6 phút gì đó ở ngoài mình đi kiếm. Thì rồi ok, giờ mình sẽ chạy vô nói chuyện với ổng. Ông này là có đúng kiểu con rắc, ổng chơi liều dễ sợ luôn các bạn thấy không. Đó, cái lãnh thổ con rắc ở đây là thường thì đánh phải đánh chiếm mấy cái chỗ này trước. Thì ông ấy phải nói ổng chơi liều một phát, ổng chạy lên tận muốn túi trên này, ổng chiếm cái thành của ông Thụy Điển đó, thì ổng chơi liều hết sức luôn á các bạn. Lần đúng là dân con rắc không có nể ai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô gặp ông này để nói chuyện. Rồi nè, thì tất nhiên là ổng nói là bây giờ ổng nói là ổng nghe tiếng của mình á, thành ra là bây giờ ổng muốn nhận mình làm chư hầu của ổng. Rồi thì tất nhiên là chúng ta sẽ nói là chúng ta cảm ơn, và nói chung là nó là danh dự, đó là vinh dự cho tôi. Rồi rồi ok, chúng ta bắt đầu thề nào. Cái này thì các bạn nào chơi bản Warband thì chắc cũng biết rồi, mà không chơi bản Warband chơi bản này thì cũng biết. Nói chung là trước khi chúng ta gia nhập một phe phái nào đó thì cái ông đứng đầu, người đứng đầu phe đó có thể là vua hoặc có thể là gì đó, tùy tùy theo cái phe phái. Thì chúng ta rồi ok, rồi ở đây chúng ta bắt đầu thề thôi. Nói chung là chúng ta lặp lại cái lời của ông này thôi, giống gì trơn á. Rồi ok, cái rồi nói chung là thề cho thề tôn trọng pháp luật của con rác, rồi thề trung thành với lại đến hơi thở cuối cùng, rồi thề sẽ chiến đấu với kẻ thù, rồi cũng như là sẽ đáp lại lời kêu gọi của ông này khi mà ông cần cái thanh kiếm của mình, tức là cần mình đi chiến đấu chung với ông. Rồi rồi ok, để coi có được ban cái gì hay không. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta chính thức được đi theo phe con rắc rồi, và tất nhiên là mọi thứ nó sẽ thay đổi hoàn toàn trở lại. Rồi để coi chúng ta được cái gì nào. Đầu tiên là
Bây giờ chúng ta đã được trở thành quý tộc của phe Konzak và chúng ta được ban cho một mảnh đất có tên là Dobrosh. Và chúng ta có kẻ thù là ông chỉ huy Les, mình không biết tiếng Ukraine đọc sao cả. Thì nói chung nguyên nhân là do cái mảnh đất mà ông tư lệnh phe Konzak ổng tặng cho mình thì giống là đất cũ của ông kia. Thì nói chung là vừa cái này là cơ chế game, là nó vừa vô là nó bắt ta phải có kẻ thù. Để thường ông lãnh chủ, cái ông người đứng đầu phe phái chả bao giờ lấy đất của mình mà tặng cho quý tộc mới, đâu toàn cắt đất của mấy quý tộc cũ mà mấy ông mà vậy không có đóng góp gì, hay là bữa mới thất trận hay gì đó. Thành ra cái này khiến chúng ta dễ bị ghét. Cái này thì chúng ta mới lên 92 thôi, mà bữa giờ mình đánh nhau lên nhiều, tinh thần chiến đấu thì khá ổn định. 94 chưa mát nhưng mà cũng ổn. Bây giờ thì phe Ba Lan cực kỳ ghét chúng ta, nguyên nhân là do là bây giờ Konzak với Ba Lan đang đánh nhau, Thụy Điển cũng đang đánh nhau. Với lại Konzak thì mới thân chúng ta có 12 thôi, chúng là bữa giờ chúng ta làm nhiệm vụ thì không có làm nhiều cho phe Konzak. Rồi tiền thì mình chưa có vay nợ hay là chưa có đi cho gửi ngân hàng ở đâu cả. Rồi bây giờ thì chúng ta phải đánh nhau với phe Thụy Điển thôi, dù chúng ta không muốn các bạn nha, tại mình thì không muốn, nhưng mà nhờ mà chúng ta gia nhập phe phái cái này nè thì chúng ta sẽ được đánh nhau với lại rất nhiều phe phái, chứ không nhất thiết là chúng ta cứ phải nhắm một phe phái để tránh làm mất lòng những phe phái khác nữa. Nói chung là khi chiến tranh mà kết thúc á thì hầu như các bạn cũng không cần phải lo đó, khi chiến tranh kết thúc rồi thì hầu như cái điểm nó trở lại như cũ. Chỉ có mấy ông lãnh chúa mà chúng ta đánh nhau với họ rồi mà họ ghét chúng ta thôi, hay là đánh nhau với dân á. Nói chung là thành ra các bạn, mình khuyên các bạn là đừng có bao giờ đi đốt làng. Thôi dân nó sẽ ghét. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tấn công cái đoàn buôn này mà thôi, để cho ông này ông đánh thì có lẽ sẽ hay hơn. Biết ngay ông dí mà thôi, ông dí thằng đó thì mình dí thằng này. Nhưng mà chúng ta đánh nhau với quân Thụy Điển thì nó tương đối dễ, tại vì phe Thụy Điển á hầu như là nó thành nó gần nhau, nó mấy hàng tuần tra này các bạn dễ bắt lắm. Mình thì đang hơi lười, thành ra là mình để cho lính mình nó đánh, mình chết con lính thôi. Bắt về được tới 4 thằng Noble Go của Nga nữa thì ngon rồi. Thêm 2 thằng Reiter nữa. Rồi xong mấy thằng bộ binh này giờ thôi không lấy, tại bây giờ chúng ta chưa có gì hết. Rồi đây, như là mình mua đồ ăn cho lính mình thì tương đối nhiều rồi. Ông Tibet gục rồi các bạn. Thiệt khổ. Rồi đây, cứ thế mà đánh thôi. Rồi chúng ta chết một Win Hussa. Rồi chết ông Hussa thì thôi cũng không sao. Lấy được, nói chung là tại ít quá mà lính quân mình tương đối đông, cho nên là không lấy được đồ. À đây, nâng cấp đó. Cái điểm huấn luyện của mình giờ khá là cao, thành ra hầu như mình luyện lính khá là hiệu quả các bạn. Đánh này thì không được cái gì rồi. Rồi đây vô. Cũng chết có một lính thôi nhưng mà không có thu được cái gì hết, lấy được cái này. Nói chung là món nào trên 100 hẳn lấy nha các bạn. Rồi đây khoan, chúng ta đóng trại, chúng ta đang nghỉ ra tối rồi, giờ không thấy đường, nghĩa là ông Tebet ổng gục rồi, chúng ta là bây giờ chúng ta được chọn cờ, quên mất. Để coi chúng ta lấy cái cờ, thường thì mình sẽ thích cái lá cờ này các bạn. Giờ tới bầu cử nữa, đây nè. Bầu cử xem ai sẽ là chỉ huy lưới, không phải lúc nào cái người đứng đầu phe phái đó cũng sẽ là cái người tổng chỉ huy nha. Cái người mà được làm chỉ huy là đôi khi sẽ được bầu. Thì để coi nè, ông này là đại, nói chung là đây là đều là hai ông đại tá hết. Colonel là hình như là đại tá thì phải, mình không nhớ rõ lắm. Rồi nói chung là bây giờ mọi người bầu. Thật ra thì khi nào mà nó không rõ thì mới tới mình bầu thôi, chứ một khi mà hai ông này mà nó đã có cái quyết định hoàn toàn rồi thì không tới lượt mình bầu đâu. Rồi ok, hai ông này đang cân bằng. Mình thật ra mình giờ bầu cho ai thì cũng vậy thôi, ông mình bầu ông này thì ông kia sẽ ghét mình. Rồi thì giờ nhìn cái biểu tượng thì mình nghĩ là mình thích cái cờ của ông này hơn, mình chọn ổng. Rồi xong, một ông thì ghét mình chút, còn ông thì thương mình thêm chút. Nói chung là hai ông đều vậy cũng tốt rồi. Rồi ok, đây hai toàn kỵ binh nè. Mình đi đánh nhau kiểu này giúp cho đỡ cực. Lần này chết nhiều tại này quân tinh nhuệ các bạn. Ồ. Mà cũng không lấy được tí đồ nào à. Buồn quá vậy. Nên là chúng ta cứ nhắm mấy cái đạo quân nhỏ nhỏ thì chúng ta đánh. Tiền mình thì giờ tương đối nhiều, thành ra nếu mà có gì lát nữa thì mình xuống kia mình mua lính đánh thuê. Thậm chí là mình tuyển lính của Konzak được rồi, tại bây giờ mình lười chạy về thành thôi. Ngồi nghỉ tí.
Đấy, đợi kẻ thù tới bắt thôi. À, ông Ba Lan kia thì bự đông quá mình đánh được 170 mấy lần, mình cũng chỉ mới đánh được mấy ông tượng 100 đổ lại thôi. Bữa mình mới hôm qua mình chơi liều, mình đánh với một ông cầm theo 137 quân, kết quả thì mình vẫn thắng, nhưng mà con đều là mình mình mất khá là nhiều lính, quýnh xong mình còn có 5 mấy lính, trong khi lúc đó là mình có 9 mấy lính trong tay rồi đó, chứng tỏ là mình mất cũng nhiều chứ không phải ít đâu. Thành ra là chúng ta cũng không nên chơi liều quá. Chủ yếu là bây giờ chúng ta theo phe Cossack rồi, bây giờ ra có chiến tranh thì chủ yếu mình quậy chỗ này nè để mình bảo vệ cái thành mới chiếm thôi. Thành mình rồi thì giờ mình dễ vô rồi. Đánh mấy thằng tuần tra này nó spawn ra ngoài thôi, chủ yếu mình đánh nó mình lấy đồ. Đây là có thêm một cái bao tay ngon rồi. Đây ông để coi giờ từ dưới lên thì tại ông này luôn rồi bị nâng cấp cuối cùng nè, để coi rồi nè, có bao ta cộng 2 cho ổng rồi, thêm được điểm giáp. Mấy cái món đồ này toàn hồi mình giật được của lính Nga không à, nói chung là loot được của quân Nga đó. Từ từ rồi hồi mình về lãnh thổ mình sao. Ồ, quân Nga ở đây có cái lực lượng ngon quá, 54 giờ quân này à đánh được được, toàn lính dởm thôi, vô cứu ông thương nhân nè, trời nó khôn quá. Thôi à đúng rồi, giờ đang không mình đang không có chiến sự với người Nga, quên mất mình không đánh Nga được, có đánh ông Ba Lan này thôi. Giờ khoan để mình quên mất, mình coi coi cái lãnh thổ mình nó ở đâu nè, quên 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 vô vô cái vừa cái quét coi chính mình. Đây mình là lady của nó, như là công nương của cái chỗ này. Ok, ổng cho cái đất mình chiếm chiếm được qua lan à. Ở cái làng này cũng tương đối ngon á. Để lui lui về, lui về. Lưu ý là mình về mình có cái kỹ năng kỹ sư á thì mình sẽ được nâng cấp cho cái làng đó. Nó đỡ tốn thời gian và đỡ tốn tiền luôn. À ha, đứng lại chú em, chạy đâu mà vội. Lười đánh quá các bạn ơi. Chà chết rồi cũng khá khá, không mà nó chết nhiều thì cơ hội mình lấy đồ nó được nhiều hơn. Đây mình thì đang muốn xây dựng một cái đạo quân mà nó thuần, cho nên là giờ mấy này chết bớt với mình thì cũng được, sao trên đường về mình đánh nhau một tí. Thì Ba Lan với Thụy Điển cũng đang đánh nhau các bạn, nó 95 thảo nào nó không nó chơi mình bốn chứ. Suy xét xét lại có quýnh được không ta, ông này lính nhìn kinh quá vậy, 95 mà mình nó 40 à, mình đang bị thương, lính mình đang bị thương nó không được. Lôi 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 lôi, có lựu đạn thì chơi được nha các bạn, không có lựu đạn chơi pha này không được đâu. À đây hay quá, cả thương nhân nè, rồi tấn công cũng không nhiều lắm. Đây chúng ta chôm được một con ngựa khá là xịn. Cái này là gia vị à, ngon rồi, muối nón rồi, ok vừa đủ các bạn. Wow, rồi xong dư còn ô. Đây chúng ta kiếm tí tiền, tiền mình thì giờ cũng tương đối được 12 ngàn mấy rồi, đi bán đồ thêm miếng nữa. Thật ra nó lên không nhanh là tại vì bữa giờ mình mua lựu đạn mình chơi hơi nhiều, chủ yếu là đánh mấy cái trận lớn á, mình lấy lựu đạn mình chọi trước. Ba chấm năm mình chạy 4.6 lần tha hồ rượt nó, thằng này nó đi có mình là mình không được lấy chiến lợi phẩm các bạn. Bây giờ khoan nghỉ ở ngoài đã, giờ đừng vô thành vào ban đêm. Rồi khoan hả, hình như ông này ông ghét mình, ông không cho lính, ô ông cho lấy súng bắn mà xuống đất không cho mình vô các bạn. Wow, để coi giờ ông Nga không ghét mình nữa, hình ra như mình chạy vô thành của ổng được thì phải. Còn cái đất của mình ở đây mà mình vô, đúng là nội bộ nó cũng ghét nhau các bạn không, thiệt khổ.
anh em với nhau không mà chơi vậy. Ngựa này cũng tương đối ngon nhưng mà ok, chúng ta bán đã. Thành này thành nhỏ nó cũng không có nhiều đồ lắm, có cái khiên xịn ở đây rồi mà thôi, được khiên thì chúng ta không cần, có khiên đeo để dùng là được rồi. Cũng hơn là thịt đồ với nho nó chưa hư, cái nho cũng có thể hư nha các bạn. À, giờ khoan để coi vô đây có nhiệm vụ làm hay không. Rồi không có ông nông dân nào ở đây rồi, chúng ta chạy về đất của chúng ta nè. Rồi chúng ta có thể bắt lính ở đây, bắt được 11 thằng. Thằng này nó làng này vẫn là dân gốc Ba Lan nha, mặc dù bây giờ nó về với con rắc rồi. Cái làng mình nó nghèo quá rồi, thôi lại nói chuyện với ông này nào. Bây giờ thì chúng ta hỏi ông có nhiệm vụ gì cần không, rồi không có nhiệm vụ gì hết. Lính thì chúng ta không cần. Chúng ta đi tuyển lính xịn chứ lính dân quân thì giờ chúng ta không cần nữa rồi. Rồi bây giờ chúng ta xây dựng qua chỉ hỏi coi nó có cái gì ở đây rồi. Có cái nhà con khiêu rồi, có cái trường, có cái storehouse, hình như là cái này là cái kho, phải có cái nhà máy luôn rồi. Vậy thì chỉ có chưa có cái kho giấu đồ, chỗ giấu kho báu thôi. 2000 và mất 3 ngày xong. Ok, có nhờ có kêu kỹ sư mới được vậy ấy nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta ở đây chúng ta đã có ông Marshall. Ông Jesse, nói chung là ông này giữ thủ kho, giữ kho nè. Ông này hình như ông quản lý chung, còn ông này là ông thẩm phán. Vậy thì bây giờ mình thiếu ai ta? Mình thiếu ông này, đúng rồi, mình chưa có ông linh mục để mình mướn đi. 5 ngày 900. Ok, lúc này tuyển được mấy người này thì đúng là có. 11 người này thì thôi mình không cần. Thành này là không, tuy là của chúng ta mà chúng ta không được vô các bạn nhé. Rồi, ok. Rồi, bây giờ từ từ muốn đánh nhau thì phải có quân. Từ từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Ây chà, vừa tính đi đánh kia thì lại có người tới nộp cho mình. Thiệt, hên thế nhỉ. Đỡ tốn tiền mướn mớ. Rồi đây cái này thì không thèm. Ồ, cũng không có nhiều kỵ binh lắm. Chủ yếu là lấy kỵ binh thôi, tại giờ chưa có thành để bỏ lính vô giữ. Lấy kỵ binh chủ yếu. Thằng này cũng là kỵ binh nhưng chúng ta không thèm nha, nó bèo lắm. Chúng ta lấy được một cái kiếm, một cái súng dỏm. Có cái chữ này là cái súng bắt đầu hư rắc và tệ nhất. Rồi tới cái chữ này, nó vô đời giống như là xài cái cây mà chuẩn giống vậy nè. Nhào vô đánh phụ nào. Rồi ok. Ây trời đất ơi, ủa đỏ thế. Tào Lao thiên tướng hồi lại lấy được cái áo của Ba La, của kỵ binh mà giờ lại không có đủ điểm để bận mới buồn đời chứ. Ông này không biết đủ chưa ta. Rồi đây chuẩn chỉ luôn. Bà Fatima này đang bận cái bộ đồ khá là dởm nè. Đây thế nào, bộ đồ này lấy lại của cái ông người Tây Ban Nha thôi. Giờ khu này là hoa hoang trời. Tiền mình mướn chừng 20 thằng thôi. Trời ơi, lại có nữa hả? Ủa đỏ thế nha. Chà, tự nhiên ở đâu lại có người đem lính tới nộp cho mình nữa. Mặc dù là cũng không được nhiều rồi mình cũng mất một ít. Lại một cây 28 nữa hả? Ủa, bên này quá đỏ các bạn. Ông này có cây 27 là đưa ổng cây 28 luôn. Đôi dài 4 nè, có đôi dài 5 luôn. Đây, 2. Bà Fatima này thì đang... đang đôi giày 3 hả? Đây cho đôi giày 4 luôn. Chuẩn rồi.
đây bán đồ cái các bạn lấy thêm tí tiền đó. À mà hoa mình xử cái đoạn buôn này mới được. Ai chả bị nó rượt. À, cũng có 25 thằng thôi rượt ai. Chà, cái rương mình tới lúc này nhỏ quá không lấy được nhiêu đồ hết. Chà, hơi dở rồi. Rồi thôi kệ. Lẽ là không nên đánh các bạn, trận này mình hơi máu. Bắt đầu gọi mình rồi đấy. Đánh với mấy ông này thường sẽ hao quân hơn. Đánh thì chủ yếu lấy tiền cho luyện quân đồ thôi. Rồi. Mấy ông ra rồi lên nhiều lắm. Thì vẫn là thành của Ba Lan mình chưa có lấy được. Nhưng mà đất gốc thì khó lấy lắm các bạn. Đa phần là mấy ông đứng đầu phe phái cho mình đất là đất của đất mới chiếm được không à. Mình đem đồ hơi nhiều mà tại cái rương mình nó nhỏ nữa. À, không ngờ có ngày mình lốt được cái áo của thằng kỵ binh Ba Lan các bạn. Lấy được áo của thằng Hussa đó chứ không phải là áo thường. Áo thường thì không nói làm gì. Rồi lấy được tiền rồi. Giờ thì tạm thời không đi làm nhiệm vụ được nữa. Rồi anh em muốn công thành đúng không? Cái thành này công được nè. Mà muốn mình thằng này nó cũng công được đâu, nhất phải có thêm hai thằng nữa tới phụ, tới phụ. Mình thì mình đóng quân đó mình phụ cũng được. Trời 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 ơi, sao cứ như vậy hoài, sao tôi đi mướn lính được. Tại cứ thấy mấy thằng này hay không đánh là thấy uổng. Đây lấy được một ông này. Ồ, lấy được một cái súng carbine các bạn. Và cây này cũng bị chữ ban rồi, hơi dở. Nhưng mà mình nâng kỹ năng loot lên rồi, thành ra giờ loot được khá nhiều đồ. Có điều cái rương của mình hơi nhỏ. Rồi ok, 47, mướn 67 đi. Gì nữa đây? Lại có thêm ông này nữa. Mấy thằng Lai God này mà cũng khá là kinh đấy. Nó bắn, nó là một lính bắn súng mà giỏi nhất của Thụy Điển đó các bạn. Đây bắt được một con Dragon. Đây một người lên cấp là bà này. Bà này thì mình cần ở cái trai buôn bán của bà này thôi. Mấy cái này của bà ấy là xong rồi. Giờ nâng cái trend thôi. À, chưa có gì thì nâng vô cái siêu đi. Cho bà này bà đỡ đòn tốt tí. Rồi nâng vô khả năng đánh kiếm thôi. Rồi đây, tới lúc đi mướn kỵ binh đánh thuê của Ba Lan rồi. Ưu tiên xài kỵ binh đánh thuê của Ba Lan trước nha các bạn. Rồi hồi thiếu mới xài mấy phe ha. Tại mình xài thử 5 phe rồi. Của Ba Lan là mình vừa lòng nhất. Rồi ok, chúng ta mướn nào. Mướn chà cũng không có nhiều lắm, chúng ta mướn. Rồi xong. Bây giờ khoan ra nhìn trang bị của mấy anh này đồ đã, coi coi mấy ảnh có cái gì. Một cây thương, như là quần áo đồ gì cũng được rồi, vô đưa thêm cái khiên với cái súng nữa là xong. Các bạn đó là cái ở trên là mướn con này là để thay thế trang bị ha. Rồi kỵ binh nè. Thì đâu mấy cái giáp trụ này là thôi mới đầu thì đừng có thay chi, tại các bạn thay càng nhiều á là mốt các bạn phải trả tiền để mướn nó càng cao. Rồi thì khiên thì mình khuyên các bạn lấy cái khiên đầu tiên này được rồi, khỏi gần khiên gì xịn. Rồi súng, cái long ray quá bành nè, tại nó gọi chung thôi không phải gọi là súng, tại nhiều khi lính nó cung nữa. Thì mình khuyên các bạn nó có thể lấy cái tắc tabo này cũng được, tức là cung của người Mông Cổ á, hoặc là cầm cái carbine này cũng được, nhưng mà khuyên các bạn lấy cái súng ngắn thôi. Hoặc là các bạn cho nó cầm cái súng trường cũng được, mà súng trường thì lúc đó các bạn phải lệnh cho nó xuống ngựa nó mới xài được thôi, cứ cho nó cầm súng ngắn là được rồi. Chỉ bên những cái cầm súng ngắn đi là đẹp.
Rồi giờ có 67 lính trong tay rồi, ok chúng ta đóng quân ở đây với ông bạn mình nào. Hồi nếu mà có thể là quân đồ nó sẽ tới nó tiếp viện. Chúng ta có gì chúng ta so tài với quân Ba Lan luôn. Rồi đây chúng ta lên được một. Đây lên cấp, đã quá quá đã. Rồi 18 luôn, coi bộ là lính này khá là ngon, lên cấp khá là dễ á. Ví dụ là nó ra hên xui nha các bạn, có những thằng nó lên cấp khá là ok mà có những thằng nó lên cấp khá là chậm. Ồ, được chúng ta lấy được 3.500. À, cái này thôi. À, nếu mà để mất cái thành đó là coi như mình đi luôn hả? Để cái thành đó mất là mình mất cái làng mình luôn. Đây đánh mấy thằng này thì cần gì phải đây bắt tù binh cho cố vô, giờ chạy không nổi. Cái điều đây cũng là quân tinh nhuệ nha các bạn, không đùa được đâu. Đây đón được hai ông này về, mấy lính này. À đây được mà ông này ngon nè. Ô con này ra đi 5 luôn các bạn. Ngựa này hầu như trong đội hình của mình chưa ai cưỡi được. Ngựa này xịn quá. Sao trận đánh nâng cấp được miếng hả? Ồ có thằng hình như lên, à không còn lên được cấp nữa, mấy thằng lính thuê đã lên cấp nhiều lắm. Chứ mà nãy hên hên rùa rùa rồi lút được cái áo các bạn. Rồi lút được cái kiếm. Cứ kiểu này phát tài sớm. Đây lên được cấp và tành rồi. Còn cấp Elite nữa. Elite như là cái cấp ưu tú luôn á. Tất nhiên là quân như đây thì không đi công thành được đâu. Rồi chúng ta tạm thời đóng quân ở cái làng của mình. Giờ chúng ta với Nga hòa rồi cho nên là chúng ta có thể đến thành của người Nga để buôn bán. Mình lượm được đồ khá nhiều thì cứ đem về đây và bán về chai thôi. Cây này mình không xài mình bán vậy. Nhưng là giờ mình sẽ khá là giàu có. Ngựa này tất nhiên là bán rất được giá rồi. À mà chỗ này nó lại không có tiền, nó trả cho mình, nó nghèo quá. Đây nè, có một khẩu súng tốt rồi đây. Rồi từ từ để dành tiền mua cái súng xịn luôn. Súng hai nòng bắn cho đã các bạn, súng này chưa là gì. Mình vẫn có thể nhận nhiệm vụ và đi làm tiếp thôi, nhưng mà tại giờ trong cái bối cảnh này mình đi làm nhiệm vụ nhiều khi nó lại báo là cái nhà này của mình cần cứu nữa. Mình đừng có đi nhận nhiệm vụ của mấy ông này làm gì cả, chạy theo ổng không được gì hết trơn. Nghỉ xíu đi cho quân mình nó hồi. Nãy giờ đi đánh nhiều rồi. Rồi đây được tí tiền. Giờ còn có 7 lính thôi. Lưu ý là mình tuyển lính từ à đây. Một ngày nữa mới tuyển xong rồi, ok. Nói chung là cái làng thì nó nâng cấp lẹ lắm mà nó cũng không có tốn kém nhiều, với là tùy theo cái làng, có những cái làng nó lên sẵn rồi, nó mình hầu như không cần xây cái gì nhiều, còn có những cái làng này hầu như nó không có gì hết, phải bỏ tiền ra xây mệt chết. Rồi. Ông này thì cũng coi như sao, mình cần cái tactic của ông này thôi. Rồi lên cấp nào. Đây quýnh mạnh lên giùm tôi xíu. Máu này ít xỉn, dễ chết gì đâu luôn á. Lấy được tí tiền. Rồi giờ đi kiếm quân thù mới đánh nào. Kiếm ông lãnh chúa nào khá vừa vừa đó mình đánh. À mấy thằng này là có chắc này cũng ghê đấy.
bắt được hai anh chị binh xịn khá là ok. Rồi giờ đánh tay nè, không ô tô nữa, nói chung là bật lên direct 9 rồi thì nó cũng ngon hơn được một chút. Nó bắn mình khá đau ấy, chứ không phải đùa đâu, mình phải giơ khiên lên mình đỡ rồi này. Rồi tất cả anh em xuống ngựa. Ây da, xuống ngựa, xuống ngựa. Để còn hộp xuống như gì trơn. Bấm Z để hộp xuống thay đạn nha các bạn. Như là lợi dụng mấy cái lá chắn này chúng ta hộp xuống. Rồi giờ mới đứng lên bắn tiếp. Nó bị áp sát rồi, bây giờ nó quay lại trận chiến thôi. Mấy thằng này là lính xạ thủ rồi, nên nó bị áp sát là nó đuối rồi. Đó, mấy thằng này thì cũng không ngon lắm, nó bắn được 25 kinh nghiệm, tức là nó cũng lính thường thôi. Lính mà mình cho nó xuống ngựa rồi thì đa phần nó sẽ đứng ở ngoài nó bắn thôi mà, ít khi nào nó nhào vô lắm. Chỉ có ai không đứa nào không có súng mới nhào vô nó bắn thôi. À rồi, thắng rồi, thắng rồi. Chúng ta lợi dụng người này nhào vô đánh chúng ta bất lợi hơn, tại lúc đó không gian nó chật. Ở đây chúng ta mất một lính mà chúng ta lấy được hai lính thì coi chúng ta lời đi. Cái này thì không đáng giá lắm, nhưng mà nói chung nãy giờ tiền mình nó cũng lên khá nhiều chứ. Ở đây lấy được toàn đồ xịn không, tại mấy thằng này cũng gạn lính lính xịn. Rồi đây ông này quý tộc gì mà có 31 chắc mới thua trận nè. Rồi thôi anh chạy đâu anh ơi. Đầu hàng đi ông anh. Rồi ok. Nó nói chúng ta me me mấy ông này mới thất trận nè, ông mấy ông chưa kịp hồi quân nữa mình đánh nó đã lắm. Chủ yếu là bắt xong được rồi thả đi, chúng ta tăng cái danh dự lên và tăng cái điểm quan hệ với mấy ông quý tộc đó lên. Về sau mà nếu các bạn có cái nâng cái kêu mà thuyết phục á, nhiều khi các bạn thuyết phục ổng về được phe mình luôn, đỡ đánh. Tại khi ổng về với mình là lãnh địa của ổng về với mình luôn. Rồi anh em xuống ngựa. Rồi cái này đúng là quân mà nó có chỉ huy, nó tác chiến có đội hình ghê. Lưu ý lính này của Ba Lan là lính gốc Đức. Ồ một phát xuyên táo luôn rồi. Lính hụp xuống né không kịp. Ây da, bắn chuẩn thế anh trai. Đúng câu đúng là thằng đó là lính Đức đó các bạn, nó không phải là người Ba Lan đâu. Các bạn, bạn nào mà chơi phe Ba Lan sẽ biết là nó có khá nhiều lính Đức, thậm chí là có lính gốc Scotland nữa. Ây da, mình chưa có nâng cái hình như mình nâng à, chưa nâng này thảo nào mình không được hồi lại sau khi gục. Rồi tạm thời hạ trại nghỉ cái đó là tính. Mình sẽ không đi đốt làng các bạn nha. Mình cũng tạm khoan chạy vô thành để mà của mấy ông Konzak để mà mua lính cho mình. Mình đang muốn xài mấy lính này đó, còn lính kia thì từ từ chưa có ý định mua. Rồi nè đó, em đóng quân ở đây nè, ai hai anh có dám ra dí không? Rồi mình đóng quân về, hai ông kia quân về mà không dám ra dí là hơi dở đó nha. Rồi không dám ra dí thì em rượt thằng này. Nó lấy được mỗi đôi dài. Như là mình hồi khá là nhanh các bạn. Tại vì mình đã nâng cái skill mình lên là lính, mấy ông trợ lý mình hồi mới hơi lâu một xíu thôi. Rồi đây. Cũng không cần phải đích thân ra trận làm gì, cái cây này crack là cây bèo nhất luôn á, nó bị gãy, nó gần gãy rồi. Mà là giờ bữa nay chúng ta hên như cứ lụm được mấy cây thương này hoài. Bán được giá lắm ấy, mặc dù chúng ta không xài mà bán thôi cũng khá là ok rồi. Mình thì mình thích tự đi công thành hơn là mình công thành chung với lại mấy ông đứng đầu phe phái, tại đơn giản là thường làm vậy mình cũng chả lấy được thành.
tất nhiên là cái điểm danh dự mình còn thấp, bây giờ mà mình đi công thành thì có chiếm được chắc cũng như ông vua Thụy Điển bữa thôi, là cho mình tí tiền lấy cái thành. Ở đây cũng là có quân đồn trú không được. Nước to rồi đánh làm cái gì? Cái này chắc cũng mới đánh trận xong đang về hồi nè. Đây. Rồi đây lấy hai cái kiếm. Cái nón này bèo quá thôi không lấy. Elite thì cấp cao nhất mà mấy thằng lính đánh thuê nuôi cũng hao lắm, 27 đồng một lính ấy. Ở đó nếu mà so với lại mấy thằng writer này thì cũng ngang ngửa, nhưng mà đích tính là trang bị nó bèo hơn, thành ra tỷ lệ nó vong cao hơn. Nhưng nếu mà khả năng chiến đấu của thầy vẫn khá là ok. Giờ mấy thằng này chúng ta không cần nữa rồi. Nãy giờ muốn các bạn muốn có đồ tốt, các bạn vô đây nè, ví dụ như các bạn vô gặp thằng Westman Master nè. Nhưng mà cái này để khi nào mình có thành của mình đó, mình sẽ lấy được nó dễ hơn. À, giờ mình muốn coi kiếm ngon thì mình mua ở đây là 20 mấy ngàn, là khá là mắc. Giờ thành của mình thì mình sẽ được bớt nửa giá các bạn. Ở đây mình chỉ có vô đây bán dây chai thôi. Cái cabin này mình không thèm xài các bạn nhé. Mình xài súng ngắn quen là sẽ bắn cabin không có quen. Nhưng cái này các bạn hãy coi quay để coi nhân vật của mình nó trông sao nha. Rồi lấy lại cái súng vậy. Lũ đạn là có cái này là nhiều, mấy bữa trước mình xài mấy trái này là mình chọi cái đội hình đối phương nát liền. Lúc đó mình hát lên quân mình xung phong cái là rồi là bên kia coi như là đi luôn. Là thôi giờ không chơi bẩn cho đó nữa. Cái này tại mình cũng không có nâng cấp cho nhân vật của mình chỉ lũ đạn các bạn. Biết ngay là cái thành này bị chiếm lại rồi mà làm sao mà giữ được. Chà trận này là hơi bị kinh đấy. Ê, trời ơi. Chạy vô không kịp. Rồi thôi chịu bỏ vậy. Từ từ để cho ông kia đi xa xa tí đã. Rồi đây nhảy vô quýnh cốt là để lấy lòng thôi. Rồi lấy lòng tí rồi xin chia chia chiến lợi phẩm, chia đồ thôi. Rồi ok, mình mất hai nhưng mà mình lấy lại được hai coi như huề. Lấy lại được mấy cái cung. Rồi có cái bán cũng được. Như là chỗ này lên thì Thụy Điển thì dễ đánh hơn. Đây được này luôn. À đây sắp lên cấp rồi, cứ thế mà triển thôi. Chúng ta mướn 20 thằng rồi, bây giờ chúng ta chết cũng hết mớ rồi đó. Này chịu không thoát được, lấy được cái kiếm. À mình lên level rồi đây, hay quá. Mình lên level rồi thì nâng vô đây để mình chạy cho lẹ thêm một chút. Và mình huấn luyện quân giỏi hơn một chút. Rồi giờ bắt đầu nâng vô mấy cái khác chứ mấy cái nâng chả được nhiều rồi. Mà nghĩ cái à thằng này dám rượt mình hả? Ok trận này vừa sức nè. Rồi ok, ông này chưa đánh nhau với mình lần nào. Ok rồi anh em mình vô. Ổng cũng bị thương hết mớ rồi. Đây là lệnh cho quân đi theo mình, những trận này là đánh ra có chiến thuật nha, chứ đừng có đánh ào lên. Tại quân đối phương chúng ta đánh là quân chính quy chứ không phải là quân mặt nham hay là mấy cái thằng đi tuần tra, nó không có tướng chỉ huy đâu. Chủ yếu là chúng ta đi từ từ lên là để hai bên vừa tiến lên vừa đấu súng. Chúng ta thì không cần phải bắn. Súng mình súng ngắn mình bắn xa nó không hiệu quả. Đấy, quân nó có bộ binh, quân mình không có. Cứ lấn lên dần thôi. Rồi đây nó đang lấn vô rồi, chả. Bây giờ không được, quân nó lắc qua là kẹt rồi. Giờ mình có cờ của mình rồi, đây. Ổng bị kẹt. Dễ mà bắn hụt được, buồn ghê nơi vậy.
Rồi mình đang chết một đứa, bị thương một đứa. Rồi ok, nhắm con ngựa của ổng vậy. Nhắm người đôi khi nó hơi khó trúng các bạn. Ngã ngựa, rồi xong. Ngã ngựa mà giữa trận chiến giống vậy là đi rồi. Rồi sao bắn mấy thằng tướng này được kinh nghiệm nhiều lắm. Rồi mấy thằng này được cái giáp dày. Nói chung là cũng thuộc loại tinh nhuệ đó các bạn. Nhưng mà quan trọng là giáp nó dày, nó đánh nó khó chết. Ba Lan nhiều lính xịn, tại nó tuyển mộ được khá nhiều lính gốc Đức. Thậm chí là có mấy thằng di cư từ Scotland qua nữa. Mấy thằng cầm trường kiếm của Scotland rồi, hay là mấy thằng xạ thủ Scotland nó khá ngon. Tất nhiên có giỏi, có được trang bị tốt đến đâu thì vẫn là con người thôi. Tinh thần chiến đấu mà xuống thì nó cũng chạy à. Mấy thằng này được cái giáp dày thôi, chứ mà ngã ngựa rồi thì cũng thất thế như thường. Hồi chưa được cập nhật mấy thằng đó nó rớt ngựa, nhiều cái đánh tay không luôn các bạn, nó không có kiếm. Còn qua đây thì một là nó cầm cái thương dài nó quýnh luôn, nếu thấy được nó thấy vừa. Còn không rút cái kiếm ngắn ra nó đánh. Đôi khi các bạn bấm phím spy kép để coi coi cái bản đồ coi thì kẻ thù đang nằm ở đâu. Nhiều cái chiến trường rộng quá chúng ta cũng quan sát không được. Ở đó mà tính ra chiến trường trong cái game này nó cũng không quá rộng. Nhưng mà giờ nhìn chung thì do nó có nhiều cái vật cản là chúng ta cần cái này để coi kẻ thù đang ở đâu, chúng ta đi kiếm dễ hơn. Rồi thằng này chạy được rồi các bạn. Rồi ok thôi, chạy được rồi thôi. Chúng ta bắt được một ông Dragoon và hai thằng này là coi như chúng ta lời một lính đi. Đây là lấy được một cái súng khá là xịn, nhưng mà cây này là cây súng trường các bạn. Well, đó, musket, súng hỏa mai mà xài cái cơ chế đánh lửa rồi đó, chứ không còn là cái cơ chế dùng viên chế chậm nữa. Lấy được một cái kiếm tốt, mà kiếm này thì ta không có xài. À, một cái băng đảo đạn bự hả? À, này được nè. Cái này là được cái được thêm viên thôi. Một cái súng ngắn đã bị nứt rồi. Rồi ok, cây tương tự, nói chung là hai cây này thì cây này xịn hơn cây này. Nhưng mà hai cây đều bị hư rồi, cho nên là thôi mình cũng không lấy làm gì. Đánh trận này xong kiếm được mớ luôn. Rồi ok, chắc có lẽ là lần tới lên cấp là phải nâng cái rương rồi các bạn. Đi chúng ta bèo quá. Đây, chúng ta có khá nhiều quân tinh nhuệ, thành ra quân ta ít nhưng mà đánh trận nào là chắc trận đó. Ông này thì giờ đỉnh rồi. Đây, nâng cho ổng một điểm để chúng ta lên cái spotting của ổng nè. Rồi nâng cái kỹ sư của ổng lên luôn để lát nữa còn cái gì còn xây thành đâu rồi đủ thứ. Đây, nâng cái đa bắn súng của ổng lên luôn. Ok, rồi bây giờ chúng ta về nào. Chúng ta nó chiếm được khá nhiều thành. Chạy lên đây nè. Thành của Nga trên này quên mất mình bạn. Nói chung là cứ do lần lúc trước đó mình đánh Nga nhiều quá, thành đây giờ mình cứ thấy thành Nga mình lại ngại đi vô, bây giờ quên mất mình là bạn của nước Nga rồi. Bạn nào mà muốn thử tự bóp thì các bạn cứ thử gây chiến với tất cả các phe trong game này đi. Lúc đó các bạn sẽ hiểu là có cảm giác là không có chốn thân là như thế nào. Rồi đây sẽ mua một miếng muối cho lính mình nó ăn luôn. Táo thì thôi được rồi, đang còn. Thật ra cũng còn không có nhiều lắm. Rồi một lũ đạn nè, mua một trái xài chơi. Ném cho anh em xem xíu. Tiền nhiều để làm gì đúng không các bạn? Rồi đây. Mấy thằng này là gần như là nó mát rương luôn các bạn. Thì nó buôn bán mà. Rồi ok. Kiếm trận nào đáng đánh. Lưu ý là đừng đánh hàng đông quá nha. Tại nó phụ thuộc vào cái điểm tactics của chúng ta. Không là chúng ta lại bị ra quân kém hơn đối phương á. Đừng có để mình ra quân ít hơn đối phương sẽ rất là bất lợi. Trận này hay đây. Đây, thử nghiệm mấy cái lựu đạn bằng quýnh mấy thằng này luôn. Mặc dù là không cần lắm nhưng mà dùng thì vẫn vui như thường. Đi theo tôi. Mặc dù là cũng không cần lắm nhưng mà nên dùng xíu. Để tránh nó chạy trước mình không có ném lựu đạn được. Bỏ cái khiên ra thì cũng hơi nguy hiểm nhưng không sao, tại chúng ta đang có giáp dày rồi, chúng ta không có yếu như ngày xưa nữa. Chết cả đám nha. Rồi chạc đi,
Ở các bạn thấy lựu đạn nó chọi đã chưa, mình quýnh phát là nó chết, băng chọi phát là chết cả đám luôn. Kinh nghiệm mình lên đóng, nó đang tụ tụ lên nữa. Mình biết là mấy cái hàng không có tướng chỉ huy này nó hay tụ lại lắm, chọi vô một phát là đi cả đám liền. Tại vì một phần nữa nó cầm thương á các bạn, ấy mà nó cầm cái giáo như thế này, cái giáo phải thương, nó phải đứng với nhau để mà nó đề phòng kỵ binh nó cạt vô á. Thành ra là mình cứ nhắm ngay cái lúc mà nó đang đứng sát sát nhau, mình chọi vô một phát là đi cả đám liền. Đây lấy được ba ông kỵ binh, thêm ông này nữa, kỵ binh chuẩn thì điển đấy. Rồi đeo cái khiên vô lại không hồi quên. Rồi được không có nhiều nhưng mà thôi kệ, chơi vui nhà vui cửa thôi mà. Đây nâng cấp được ngon, thêm được ông ở đây lên ưu tú luôn. Rồi ông này 111 hả, khá vừa đấy, để nghỉ xíu cho ông thấy mình đó. Ngon thì rượt, vụ ổng rượt mình xíu để hồi máu á mà. À tối rồi, tối rồi, tối thì hơi khó đánh mà kệ, đánh luôn. Rồi ông này chưa gặp mình bao giờ, ổng mà kêu mình bỏ cuộc đi nữa chứ, xin lỗi chưa biết ai ăn ai nha anh. Để coi mình ra quân được 59, ổng ra 67. Rồi ok, tại tối đa là một lần, trong một lần là chỉ được có 150 lính ra trận thôi nha các bạn. Trận này là đánh thắng trận này là mình được tăng cái nổi tiếng lên 8 điểm. Chứ là đánh cái trận này càng khó nổi tiếng lên càng nhiều. Đây, tối quá không thấy đường luôn. Ây da. Nó vừa mới hụt ta cái cuối xuống cái ăn đạn gục liền luôn thôi. Qua rút luôn, rút luôn. Trận này hơi ẩu. À thật ra chết cũng không nhiều lắm, đa phần bị thương. Hơi ẩu trận này các bạn, thông cảm. Quên, tại tối quá không thấy đường. Từ quay lại gỡ sao. Kỵ binh thì điển thì mình không có đánh giá cao lắm, mà tại giờ đang gần gần đây là mướn mấy kỵ binh thì điển chơi luôn. Chú em tốt bụng quá, anh cảm ơn nha. Các bạn quên hạ mình đợi để khi không đúng chỗ cái nó bắn gục liền. Đây lấy ngay mấy ông Dragoon này, thêm mấy ông kỵ binh này nữa. Rồi đây một ông Raider này là ngon, đạn này không có ra gì rồi. Từ từ thở tí. Tại mình toàn kỵ binh không, mình chạy lẹ ổng dí khó mà. Ổng dí khó lắm, mình dụ cho ổng dí mình thôi. Nghỉ xíu để hồi máu lại mà. Rồi đây tới lượt kỵ binh Thụy Điển nè. Mướn 10 ông là đủ rồi. Rồi để coi ra coi nó có cái gì người rồi. Để coi. Có mỗi kiếm bộ đồ không, mà kiếm thì kiếm đâm nữa mới chết chứ. Ông này hình như không có khiên thì phải. Để coi nào. Rồi xác định là ông này không có khiên là hơi dở rồi đó. Rồi thì thôi phải đi kiếm cái vũ khí khác cho ổng, chứ ổng cầm này không được. Để coi cho ông cầm cái kiếm này đi, chứ cái kiếm này là cái kiếm chọt 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 không, ông quýnh tào lao lắm. Cái xe can này là cái gì mình không biết, thành ra thôi cho cả, muốn cho cầm này nè, thôi cầm này đi chứ mình biết nó là cái gì. Rồi cho nó thêm cái súng, súng tốt tí đi, tại không có khiên thì phải bù vô mấy cái kia một tí. Rồi ngồi ngủ đã, hồi máu mai đánh. Mình không có tấn công người dân nha các bạn, thành ra mình không có nhào vô mình đốt làng. Nhưng mà mình nhào vô đốt làng nãy giờ mình giàu lắm luôn á. Rồi ok, được 10 ông luôn, ở đây mướn được toàn lính tốt thôi. Khoan nhìn lại xíu. Vâng rồi ok, có súng có kiếm đồ ngon rồi. Rồi anh trai, nãy em hơi hụt tay một tí, giờ anh em mình giao lưu lại nè.
giờ 75 rồi nha. Rồi ok, dẫn anh em theo tôi. Chỗ này Samba rồi, ok. Mình có ông kia, mình có cái tactic rồi, thành ra không sao. Rồi lần này kỵ binh của ổng nhiều phết, thôi chạc luôn đi. Ổng không thèm xung phong các bạn, hình như ổng bị thương trong trận đánh đó rồi. Súng của sao của Thụy Điển là một trong những cái súng mà tốt nhất game này á. Thằng này đi lẻ nè để mình bắt. Cái chà hụt. Rồi nó quay lại nó bắn mình đau thế nha. Tập trung bắn mình luôn. Mấy thằng súng này là súng thường, súng dân quân của Thụy Điển thôi. Mấy cái thằng Lagos á nó bắn mới kinh. Mấy này thường. Như là quan trọng là lính nó cầm súng gì nữa. Mấy thằng mà cầm ví dụ bên Thổ Nhĩ Kỳ với phải bắn đầu Krum cũng vậy nữa. Súng của nó tùy thằng nha, cái thằng mà mặc giáp mà cầm súng thì bắn thằng đó bắn là cũng ngon lắm á, tại nó cầm súng trường mà chuẩn luôn. Thật ra là chúng là dạng súng hỏa mai thôi, nhưng mà dạng như nó cái nòng nó dài, cái súng nó bắn rất là chuẩn. Bản thân nó có giáp nữa, thành ra là nó chịu trận khá là tốt. Còn cái thằng sau thì thằng đó bắn ngon, nhưng mà đổi lại thì nó lại không có khả năng chịu trận, tại nó bằng áo vải chứ nó không có bảo giáp. Bột. Hụt tay các bạn. Cái game này chơi phải có kỹ năng điều khiển khá là tốt á. Các bạn bấm cái phím kế số 1 để kéo ra nhìn giống vậy nha. Mình bữa giờ mình quên nói cái này. Chà, thằng này nó chạy dữ ta. Ây da, ô tính tỉa thằng kia phát cho nó ngã ngựa mà nó... à đây được rồi, hụt thằng này nó cầm súng cabin, như là nó ra cabin hay là súng ngắn thì tùy hên xui nha. Ví dụ mấy cái thằng lính của các bạn đó, nó cầm cabin hay là nó cầm súng ngắn thì tùy hên xui. Mấy cái thằng mà nó chạy về bắn nguy hiểm lắm nè, thà nó đánh cận chiến á các bạn dễ đánh nó, tại nó không có chạy. Còn mấy thằng này là nó cứ chạy một vòng đánh nó rất mất thời gian. À mà nó sợ rồi, mất tinh thần rồi, cũng là người thôi các bạn. Sao hả anh trai, nãy là em hụt tay thôi nhá. Rồi, thôi thả cho anh đi đấy. Chúng ta được thêm 7 điểm nổi tiếng nữa. Rồi, ta lấy được một cái kiếm tốt. Rồi, tiền chúng ta giảm khá là nhiều chứ đùa đâu. Không có nhiều đồ tốt ở đây lắm. Cũng dễ hiểu thôi các bạn. Thằng này chạy không kịp là đã đứng gần mình quá. Không hề bắt làm tù binh, chẳng qua là lấy thêm tí kinh nghiệm thôi. Rồi 74 thì giờ mình sẽ chạy hơi chậm. Nhưng mà bắt mấy thằng này được, tại nó không có tướng, nó không được bút tốc độ di chuyển. Đây hên lấy được có mỗi cái kiếm. Chủ yếu là chúng ta phá nó được rồi. Như là cày đánh chọn đánh với Thụy Điển á khá là lợi. Lính nó tập trung chỗ tại đất nó nhỏ. Rồi các bạn ví dụ đi chơi Nga đi kiếm lính nó rất là mệt luôn. Luther người ta không bắt làm gì. Cứ như vậy thôi mà lính mình lên cấp ào ào luôn. Tha hồ xài. Mấy thằng này là lên từng trải rồi thì khá là ok. Thằng này thì chạy đi đâu. Chúng ta đánh vào mấy thằng tuần tra này coi như là chúng ta đánh mù chính xác của nó luôn. Tại mấy thằng này chủ yếu là nó đi chính xác chứ không phải là nó đập ăn nên đi đánh mấy cái thằng Luther đồ á. Nó đánh luôn cả mấy cái thằng tội phạm đồ nữa. Chúng ta làm vậy nè coi như chúng ta quấy phá cái an ninh của nó. Rồi chúng ta đánh mù chính xác luôn cho nó không biết nó như là nó mù rồi. Nó không có cái lực lượng mà nó đi quan sát trên chiến trường, vậy là rất là bất lợi đó. Giờ thì chúng ta chưa đánh lớn, chưa công thành gì được, hình ra chúng ta làm này để hỗ trợ phe phái chúng ta thôi, mà chúng ta tăng cái điểm nổi tiếng chúng ta lên. Hiện thể là chúng ta kiếm thêm chút ít tiền chúng ta bỏ túi vào chiến lợi phẩm và mấy trận đánh này nữa. Tại thường thì mấy thằng này kiểu gì nó cũng có tiền túi chúng ta loot ít. Tất nhiên là chúng ta phải chia chiến lợi phẩm cho đồng đội nha, chứ không phải là có gì chúng ta được lấy hết. Qua cái bản Viking Conquest đó thì nó cho phép các bạn là chia đều hoặc là các bạn ưu tiên các bạn lấy trước.
như là tùy bảng thôi, nhưng mà nó vô bảng này thì theo nguyên lý là chia đều looter, cái kỹ năng loot của các bạn nó càng cao thì các bạn loot được càng nhiều thôi. Và kỹ năng loot của mình hiện giờ đang phụ thuộc vô đồng đội chứ không phải là kỹ năng của mình. Hình như bà đó gục rồi hay sao ấy, à không, kỹ năng looting là phụ thuộc vào bà Fatima. Rồi đây, lên được một chút. Muốn lên đánh thuê thì nó sẽ dễ hơn là các bạn đánh hơi được rồi, đang đầy gì không bán đâu được. Đánh này tội nghiệp. Ông Tây Ban Nha của mình, ông Victor, ổng đang bị thương khá là nhiều các bạn. Thôi được rồi, về cái thành này bán đồ nè. Nhưng mà chơi đấu súng những cái cảnh mà đang áp sát nhau các bạn đừng để mất tập trung. Hụt tay một cái là chúng ta đi liền ấy. Kỹ năng huấn luyện của mình nói chung là nó cũng còn đang khá là hạn chế. Thật ra cũng không hạn chế lắm tại nó đã được ở cái trainer thì nó không hiện ở đây vậy. Kỹ năng huấn luyện của mình là nó lên 9 điểm rồi. Giờ mình có cuốn sách là vô 10 điểm mình khỏi nâng cấp luôn. Nhưng mà mốt mình mất cuốn sách thì mình sẽ bị bất lợi cho đó. Ở đây là tốt nhất kỹ năng thì mình cứ nâng các bạn nhé. Vô đây thì chơi nó có gì thôi chứ giờ cũng không có vô đây làm gì nữa. À, lũ đạn 5 trái nè. Dạ, lương thực chúng ta bắt đầu hết rồi đó. À, vậy mua cái lũ đạn này xài đỡ đi. Kỹ năng buôn bán mình cũng đang nhờ đồng đội nha các bạn. Có kỹ năng buôn bán thì vô đây bán được nhiều tiền hơn chút. Hình như phải lên max kỹ năng buôn bán để bán nó mới được bán đúng giá, còn thôi là chúng ta chỉ được bán được một phần giá trị thôi. Rồi đi đấm nhau với mấy ông Thụy Điển tiếp nào. Canh ông nào 100 lính á, chúng ta đánh nó vừa tầm. Nhưng mà chúng ta đánh hao lực lượng thôi chứ mấy cái lực lượng lớn đông đông chúng ta chưa đánh được. À đánh này được 2 Dragoon nữa. Ngon. Rồi ok. Đánh mấy trận này thì chúng ta không lên được cái nổi tiếng. Tại do hầu như là chúng ta đánh mấy cái trận này quy mô nhỏ quá, nó không lên được cái đó. Chúng ta phải đánh mấy trận khó, đôi khi chúng ta đem ít quân nó lại lợi ở cái chỗ đó. Lấy được một con ngựa, ok mà ngựa dởm. Cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Đây chết 2 lính bị thương 1 lính vãi lúa thật. Ồ lấy được đôi giày ngon quá, đem bán thôi. Đồng đội mình thì giờ không cần đồ giống giày nữa rồi, chúng ta cũng đang cần tiền mà cứ bán đồ dởm hoài, chúng ta cũng không có nhiều tiền lắm. Tiền thì giờ mình không tốn nhiều lắm cho cái việc duy trì. Đây rồi mấy cái đoàn thương đoàn đây nhắm vô nó mà đánh nè. Đánh này là đánh vô cái điểm yếu của quân đội này, các bạn chỉ là người dân ta đánh vô những cái vị trí này là đánh vô cái đoàn buôn này là chúng ta đánh vô kinh tế của đối phương. Chết 2 lính à, cũng không sao, ta lấy được một cái nón mà nón này không ngon bằng cái nón của mình hiện tại. Lính mình đông là mình không lấy được nhiều lắm, với lại thằng này nó số lượng nó ít hơn mình. Điều đánh mang này tiền nhiều các bạn. Thụy Điển nó cay mình lắm rồi đấy. Chà lần này chết hơi nhiều. Mà lấy được cây này là kha ba về bán khá được giá, thêm cái này nữa. Cái nón này. Ồ bịch bột có thêm đồ ăn ăn rồi. Cái này thì để bán lại ăn thôi nó hư. Chà lính mình bị thương rồi các bạn. Ok chạy đi về nào. Nhưng là bây giờ mình giống như là một chỉ huy kỵ binh vậy đó các bạn.
sở hữu một ngôi làng mà dám nuôi tới 61 lính kỵ binh là mình cũng hơi liều á. Tại cái số tiền mà mình nuôi lính của mình thì giờ là nó nhiều hơn cái số tiền mà ngôi làng mình có thể cung cấp cho mình. Nhưng mà trong game này thường là vậy, nếu mà các bạn cố gắng mà kiếm lời thông qua cái việc mà giữ đất kiểu này á là không à, không bao giờ có đủ tiền đâu. Còn 3 ô thôi tha cho cái thằng thương nhân này đi, tội nghiệp nó. Nhưng mà không bao giờ chơi được đâu, thành ra nói chung là cái đó coi như là cái nguồn bổ sung thôi. Rồi qua ở bên áo giáp bán. Mấy cái lụa này thường bán được giá lắm. Rồi ok, quay lại chơi tiếp. 61 lính là hơi bị ít. Hiện tại giờ cũng không thể nào mướn nhiều hơn được. Chúng ta lên được à 93, nó vô được đi quýnh trận rồi đó là hết hơi luôn mới được như vậy. Rồi ok, đánh tay đi. Đây đúng lúc dùng lựu đạn nè. À, quên mất không có khiên, đè chuột phải làm gì. Rồi tiếp cận nhanh, anh em xuống ngựa. Hết hồn chưa, lũ đạn tiếp nè. Gồm, ấy da, vô tình trúng mình, dở quá. Để nó ném hơi kém. Thôi còn mỗi một thằng. Nó lũ đạn nó tạo ra cái hay vậy đó. Nãy mình đánh lớn mà cứ phang vô đội hình đối phương kiểu này là khá là ok. Lấy được một cái áo khá là tốt. Nhưng mà cũng chỉ tới đó mà thôi. Rồi đây chúng ta đóng trại gần đây để có gì chúng ta chạy lên chúng ta tuyển lính khá cho nó lẹ. Mấy thằng tội phạm xuất hiện ở đây nhiều rồi các bạn không? Tại mình đánh hết mấy thằng tuần tra rồi. Ở xíu. Rồi đây ok. Mướn thêm được không ta? Giờ mướn tốn bao nhiêu tiền đây? Giờ tôi nói mắc á, 1000 mấy năm đứa lận. Mướn càng nhiều càng tốn nữa. Mình mới tính ra là tốn của mình gần 3000 cho 10 lính này rồi. Ta đóng đây đây. Ồ, thành này có 85 hả? Ồ, đã vậy. Còn ổng nó đặt thuốc nổ phá thành luôn. Mình có kỹ năng kỹ sư rồi giờ đặt thuốc nổ lẹ lắm. Vấn đề là chúng ta có đủ sức công thành hay không thôi. Rồi ok. Thành sập rồi các bạn. Ào, bữa nay không ngờ là công thành được luôn. Vô. Nhưng là nó có mình bảy nó vô là quân số hai bên cân bằng. Ồ, nó bắn chuẩn ghê ta. Đúng là cái khiên của mình nó không đỡ được đạn nữa. Nói chung là nó thủ nó sẽ có thế, nó trời nó bắn xuống. Mình bắn vô không ý nghĩa gì rồi. Độ chính xác xuống mình quá kém. Con thằng chạy đâu ngoài bắn luôn, đúng là liều. Cái này mình đặt thuốc nổ phá thành thì nó sẽ lợi hơn cho mình về mặt chiến thuật. Mà trúng rồi anh em, nhào vô. Rồi cột hai. Rồi vô được rồi. Chà, nó đồng quá. Ê chà, anh em lên luôn hả? Rồi ok, hoang hoang để mình nép vô góc đã. Chỗ này nó còn hơi đông. Súng mình hơi yếu, bắn một phát nó không gục. Đứng ở trên nó bắn xuống nữa này, tìm cách lên cầu thang mới được.
lùi lại. Nè, để tôi lùi lại coi. Kiểu này mình thắng rồi đó, nhưng mà ở trên nó bắn xuống nó tỉa, cái này mình hao quân lắm, chứ phải đùa đâu. Mấy thằng này không phải là kỵ binh đánh thời Thụy Điển mà là kỵ binh châu Âu luôn, coi như là người châu Âu nào cũng có thể gia nhập cái lực lượng này. Này đâm này, cái kiếm của tụi này nó đâm chỉ có đâm được thôi, nó không làm được chức năng khác. Chà, bắn nó vào đó hơi dở. Rồi nó đang cố gắng tiếp cận mình nhanh không? Rồi đó, thấy mình nhắm là né qua một bên liền đúng không? Rồi ok. Ây da, pha nó đào đấy. Anh em của tôi. Kỵ binh mình cầm cái vũ khí bèo quá. Chà, đừng chết. Mình chết chứ là đợt công thần bị hoãn lại đấy. Chà, nó còn đông quá. Đây là bạn cái. Gột. Bắn pha này quá đúng lúc. Này thì lú lên bắn lén phát. Đây còn lính à, hết rồi. Kem mà vòng qua bên kia thôi các bạn. Nhiều chỗ nhiều lúc nó nổ mà cái tường sập không nhiều á, chúng ta phóng qua được luôn. Có phóng qua được không nhá? Hơi xa mà ráng phóng cũng được luôn. Hay quá. Đỡ mất thời gian đi vòng. Ô, lính mình nó qua tới rồi. Pha đó che liều không cần thiết. Rồi hay quá, chiếm được thành rồi các bạn. Rồi ok, chúng ta thử đòi cái thành này là thành mình xem. Rồi trong lúc này chúng ta phải đóng yên quân trong thành thôi. Thành này cũng không có gì nhiều, chủ yếu là có mấy con cá. Thôi kệ, nó cá đang rẻ thì chúng ta mua cá cho lính mình nó ăn. Ở trong này thì chúng ta chả có cái gì. Mấy thằng này chúng ta không cần rồi. Rồi ok, cho anh em ngủ ở trong nhà ăn bữa nhá. Khoa đây có lựu đạn không, mua mấy trái chọi chơi. Rồi trong lúc thủ thành thì chúng ta cần đồ tốt tí. Hy vọng ông này tốt hơn ông vua Thụy Điển nha các bạn. Đây không biết nâng cấp lính trong này được không ta? À được, hay quá. Ở đây, ở trong thì các bạn bấm nút B để mà mở cái hộp thoại này ra nha. Rồi, ok, chúng ta nghỉ trong thành tiếp rồi đợi có cái quyết định. Giờ chưa có quân đồn trú trong thành của. À, để coi nào. À, ông này ông nói là chiến thắng của mình đã chạm tới trái tim của tất cả quý tộc ở cái của Svetozak. Và mình đã đề nghị là được trao cái cho cái việc giữ cái pháo đài này, nhưng mà ông nói là ông không thể tặng cho mình cái pháo đài này bởi vì mình dạng như mình không có đủ cái nội đồ nổi tiếng hay danh dự rồi đủ thứ. Thành ra là ông đề nghị là ông cho mình 900 đồng và ông sẽ giao cái pháo đài này lại cho đại tá Philon. Rồi thôi ok, 900 cũng còn đỡ, ông bữa ông kia ông cho bèo quá đến 600 rồi. Rồi ok. Rồi chúng ta lấy tiền chúng ta biến được rồi các bạn. Công giải quyết nhanh, ít nhất mình đỡ mất thời gian đóng quân ở đây thôi. Vậy là chúng ta đã thành, chúng ta đã chiếm thành xong rồi đấy. Rồi chúng ta về nhà chúng ta lấy tiền nào. Đánh thêm trận nữa cũng được mà thôi khỏi đi. À đây, đây một ông quý tộc Thụy Điển đây, anh đây. Anh em mình làm trận solo anh. Em mới mua được lựu đạn là cho em chọi thử mấy phát cho nó vui nhà vui cửa coi. Lựu đạn nhỏ thôi. À thằng này nó đang đi theo vua. Đây mình ra mình canh me mình bắt lẻ giống vậy nè. Rồi, ok anh em. 55 đánh 71, ông này coi bộ là cũng giỏi đấy. Rồi khoa anh em đi theo tôi. Đừng có chạc lên, chúng ta chạc theo đội hình.
Rồi thôi chặt luôn. Chủ yếu là cho mấy thằng này nó thưởng thức lựu đạn. Aha, thấy thế nào? Lựu đạn của em lợi hại không? Trời, không có thằng ma nào phục hết. Lựu đạn này nhỏ quá, ném không có phê. Rồi nó có mấy thằng kiếm sĩ nữa. Không khéo là mình đi đấy. Giọt giọt giọt. Ây da. Được, lựu đạn này chơi không tới các bạn. Pha đó hơi ẩu. Cũng may đa phần là bị thương. Không chết nhiều, chết có 4 thằng. Như là mình nâng cái kỹ năng của mình lên rồi, giờ lính mình đa phần sẽ bị thương chứ không có chết. Hơi lỗ tí tiền mà thôi không sao. Rồi. Pha đó hơi ẩu. Chết một thằng. Rồi, ok, chết một thằng mà chúng ta lấy được 2 thằng kể cũng lợi. Súng dởm. Đánh mấy thằng này thì chỉ có mấy cây súng tự làm thôi, mấy cây Hemet nè. Rồi ok. Lại lên cấp được cho lính nữa rồi, tốt. Giờ lính châu Âu đồ lính thuê này tuyển hơi mắc. Như là giờ chúng ta phải chấp nhận một cái lực lượng mà nó có phần hơi tập nham một tí. Chứ mình muốn tuyển lính chuẩn thì nó hơi khó. Tại vì cái nguồn bổ sung nó sẽ bị hạn chế các bạn đúng không? Thật ra là chúng ta chấp nhận miễn là sao tất cả quân chúng ta là kỵ binh là được rồi. Rồi về làng coi có tí tiền nào chưa. Ồ được khá nhiều tiền đấy. Tuyển lính thì giờ không ai muốn đi với mình, chắc mấy thằng kia nó tuyển hết rồi. Làng mình thì chả có cái gì cho mình mua cả. Làng này sản xuất bèo quá. Quán rượu này có gì không ta? Rồi không có gì rồi. Ok, ở đây cũng không có gì ngoại trừ cá khô với bột thôi. Bột thì mình nhiều lắm rồi. Rồi có lẽ bắt đầu mình tính tới cái việc là mình gửi tiết kiệm được rồi đấy. Mà gửi tiết kiệm nên về thủ đô gửi. Cái gì đây? À ha, ha, nhảy vô phụ hay quá. Để coi, à có mấy thằng làm loạn đây nè. Đây, thấy mình tới mới chạy không? Rồi đây, đánh luôn. Rồi chả chết nhiều. Lấy lại đường kỵ binh chuẩn của mình rồi. À, lấy được thêm mớ đồ đem về bán ngon. Mặc dù là cũng phải bỏ mớ ra để đầu tư. Nói chung là nãy giờ tiền mình nó cứ lên xuống thôi. Thì nói chung là chơi phải chấp nhận đầu tư các bạn. Cứ kiếm được tiền thì cũng phải đầu tư mua lại lính đồ. Chứ cô không thể nào mà tiền nó cứ lên không được. Tích lũy thì phải sử dụng chứ cô phải tích lũy không nha các bạn. Thằng này thì trông có gì rồi. Ok, mình cứu được cái thương đoàn đó rồi. Bị thương một lính thôi, ok ngon. Lũ đạn nãy chọi không có tới các bạn. Nó không chết được lính nó giáp trâu quá. Ở đây mình chọi và kỵ binh nó không ngã, lính nó cũng không ngã luôn. Đụng mấy thằng giáp không mà nó chọt mình mấy phát mình rớt luôn các bạn. Rồi ok, cái thành nó mất thì chịu. Chúng ta thử cảm giác nó công thành. Lưu ý bây giờ chúng ta có 50 lính qua này chiến đấu rồi nha. 7 thằng kia đang bị thương. Rồi chỗ này tuy đã được phong đất rồi nhưng mà cái thằng kia nó không bảo vệ. Nãy lính đồng trú ở đây cũng không được nhiều cả. Giờ về chúng ta mướn kỵ binh Konzak nào. Kỵ binh Konzak hình như cũng không có khiên. Nói chung là hầu như chỉ có kỵ binh Ba Lan là vừa ý mình thôi. Tại mấy thằng kia hầu như nó được cái này nó sẽ mất cái kia. Nó không có như ý mình hoàn toàn được. Có kỵ binh Ba Lan là ok thôi. Mấy kỵ binh Ba Lan mà đánh thuê nha, chứ không phải là kỵ binh Ba Lan chính thống. Ở đây có bơ nè, mua cho nó ít bơ nó ăn đi tội nghiệp. Bánh mì nữa. Ở đây đúng là thủ đô của Ukraine. Thủ đô của phe Konzak là bán lương thực không đây. Sản phẩm nông nghiệp rất nhiều. Thảo nào mà khi giờ cái chuỗi cung ứng nó gián đoạn là có nhiều nó đổ vô Trung Âu hết. Làm nhiều nước bây giờ nó cấm nông sản Ukraine các bạn. Tội nghiệp.
giờ cái chỗ cần mua thì không đưa đem hàng tới được, mà cái chỗ mà không cần á thì nó lại quá nhiều, nó tạo ra cái mâu thuẫn rồi. Rồi đây chúng ta ở đây, chả ở đây nó là chưa có cái hội buôn các bạn, có cái hội buôn chúng ta mới gửi tiền được. Giờ hay về tới cái thành này vậy, mấy cái thành này thường khó mất lắm, tại thành của phe con nó nằm gần nhau. Ngủ ngoạn bữa đã. Nhưng là đừng có vô thành buổi tối dễ ăn đợi, dễ bị mấy cái thằng tội phạm nó đánh lắm. Bữa mình bị 8 thằng nó đánh cùng lúc luôn rồi, bó tay luôn á. Cũng may là lần đó mình thắng tại mình có trang bị tốt rồi. Để coi cái thành này có chưa. À có rồi, hay quá. Ở đây chúng ta trời đất, mấy thằng này nó cho vay ác thiệt, 35% một tháng là mình cũng không biết mình trả làm sao luôn. Nhưng mà nó trả lãi là 14% một tháng hả? Mấy thằng này đúng kiểu cắt cổ thiệt. Rồi đây. Chúng ta cho gửi tiết kiệm là 15.760 đồng, mốt có gì thua chết thì có gì chạy vào đây. Chúng ta có thể tuyển lính ở đây cũng được nè. Đây mình tuyển lính đây được rồi mà tại mình không muốn. Bây giờ đây chỉ muốn xài lính đánh thuê thôi các bạn. Chưa muốn tuyển lính chính quy. Giờ mình đang có chiến tranh mỏi với lại Thụy Điển với bài Ba Lan thôi. Nga với lại bán đảo Crimea là không có đánh nhau với mình. Rồi đây, đánh thuê của con rắc. Quá giá trả cực kỳ bèo luôn các bạn không? Nói như là phe con rắc cái gì nó cũng rẻ mà nó nói chung chính gì nó rẻ, là trang bị nó khá là tào lao. Kỹ năng chiến đấu của nó thì khá là ok, nhưng mà những cái mảng còn lại thì khá là kém. Để bấm vô coi thử coi. À nó có súng sẵn rồi và nó đeo kiếm bên hông luôn. Nó chỉ cần trang bị lại xíu thôi. Rồi để coi nào, cái nón này thôi có rồi, giáp có rồi, ngựa hơi ngựa thì không cần, giày ok, kiểu khí hầu như là thằng này nó cần giáp thôi các bạn. Thôi cho nó cái bộ giáp xịn xịn tí. Rồi cho nó cái nón xịn tí luôn đi. À, khỏi đi một cái đủ rồi, tại thằng này nó đủ hết rồi, chỉ cần bộ giáp thôi. Mấy khi mà nó bị trúng đạn vào đầu rồi, trúng đạn vào đầu nó cũng gục à, nó giáp xịn tới đầu cũng vậy thôi. Rồi ok, được cái bộ giáp này là thấy ok rồi. Đây. Giờ chúng ta có 67 lính là thấy cũng ổn rồi các bạn. Rồi. Video ở đây chắc cũng ngưng được rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.